xin được chào mừng quý anh chị. Hôm nay em Hương Ú sẽ review đến cho quý anh chị mình một căn villa vô cùng là đẹp và sang luôn nha. Diện tích của nó là ngang 8 và dài vào thì tận là 24 m, được tọa lạc là gần quỹ ban của xã Phước Hậu anh chị nhé, trên trục đường của đường 835. Từ qua đầu đường 835 mà gia đình mình di chuyển vào bên trong ngôi nhà thì chắc đâu đó tầm khoảng là 700 m thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, xe hơi xe tải có thể di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà. Thì trong khu dân cư ở đây, mật độ dân cư ở cũng rất là đông và vui rồi anh chị nhé. Giá tổng của nó chỉ có là 2,7 tỷ thôi, còn thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ. Đây là một cái mẫu nhà villa rất là đẹp và nổi bật nhất sớm luôn ạ. Nó thì bên đơn vị Hương cũng làm hàng rào bao bọc full đồ đệ đầy đủ hết cho gia đình mình luôn. Và ở đây thì mình làm sân rất là rộng, quý anh chị có thể chạy chiếc xe hơi vào tới bên trong ngôi nhà. Và bên đây thì mình vẫn trừa cho quý anh chị mình một không gian trống nè. Gia đình mình mà có yêu cây kiểng thì tha hồ mà mình trồng anh chị nha. Về mình che một cái mái hiên ở khu vực này ra nữa để che nắng che mưa cho khu vực không gian sân của mình. Giá thì chỉ có là 2,7 tỷ là vô cùng là tuyệt vời rồi anh chị. Thì công năng của nó là một trệt một lầu cho quý anh chị mình, tới tận là 3 phòng ngủ và một không gian thờ, hai nhà vệ sinh anh chị nha. Bước vào trong thì sẽ cho quý anh chị mình là một cái lớp cửa thứ hai, đó là lớp cửa sắt bằng sơn tĩnh điện, kính cường lực vô cùng là dày dặn và chắc chắn. Khu vực không gian phòng khách là mình làm một cái không gian mở xuyên suốt, nhìn rất là đẹp và sang anh chị nhá. Cho chiếc ống kính màn hình của anh chị mình cảm nhận như thế nào ạ? Nếu như mình thấy đẹp và hữu duyên, giá tiền hợp lý với mình thì hãy liên hệ chị Hương để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế. Và giá này thì là còn thương lượng trực tiếp ngay và chính chủ luôn. Nhà mình là nhà hướng Tây anh chị nha. Ở bên giác bên tay phải của Hương thì bên đơn vị chủ nhà đã úp cho quý anh chị mình là BBC, gương may và rã gỗ nhìn rất là đẹp. Về mà mình sắm thêm một bộ ghế sofa ở khu vực này nữa là còn gì bằng nữa anh chị. Bên đây á thì làm cho mình là một cái kệ tivi nè. Nhìn rất là đẹp luôn anh chị ha. Đã trang trí sẵn rồi, về thì mua tivi để vào thay. Ở đây thì điện nước cũng đã vào chính thức full và đầy đủ cho gia đình mình nha. Từ đây mà quý anh chị mình di chuyển về các trung tâm quận huyện rất là gần. Mình đi nhất là quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân, Phú Nhuận. Thì quý anh chị mình di chuyển con đường quốc lộ 1A vào đường chợ Bình Chánh trên Nước Thiện nó dài tới ngã tư Phước Lý. Quý anh chị mình ghẹo về đường 835. Mình chạy thẳng tí nữa là tới quỹ ban xã Phước Hậu thì đã gần đến nơi ngôi nhà mình rồi anh chị nha. Quý anh chị có muốn đi xem mẫu nhà thì em Hương hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ quỹ ban xã Phước Hậu. Thì từ qua đầu đường đó di chuyển vào đây thì đâu đó tầm khoảng là 700 m thôi anh chị. Xe hơi xe tải mình di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà. Khu vực đây sẽ là khu vực bếp nè, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, dày dặn, không gian nấu nướng, ốp lát sạch sẽ hết, đầy đủ cho gia đình mình rồi nha. Và có cửa bên hông nữa đây anh chị ơi. Ở diện tích nhà mình thì ngang nó tới 8 m lận. Mình trừ một cái sân khoảng trống ở đây. Quý anh chị về tha hồ mà mình yêu cây kiểng thì tha hồ mình trồng ha. Mà mình có con em nhỏ đó, nó phải chạy nhảy là vui đùa thì khu vực không gian này quá tuyệt vời cho em nhỏ mình rồi anh chị. Em nhỏ mình chạy giỡn thoải mái luôn. Và tiến vô đây nữa thì sẽ cho quý anh chị mình một cái không gian phòng ngủ nằm ở phía bên trong. Phòng ở dưới tầng trệt anh chị ha. Phòng thì rất là rộng luôn, tha hồ mà quý anh chị mình để giường, để tủ bàn trang điểm đâu nhá. Còn ông bà lớn tuổi mình thích một ngôi nhà có một cái phòng ở dưới thì cái phòng này cũng rộng lắm nè, cho ông bà mình ở cũng được thoải mái nữa. Có cửa sổ thoáng mát, trần thì cao ráo nữa, hệ thống đèn đã full và đầy đủ rồi. Sổ thì mình đã có sẵn anh chị nha, có thể cho quý anh chị mình đi công chứng trong ngày luôn. Và tiến ra sau thì sẽ là một cái sân sau. Sân sau thì rộng ha, rộng rãi. Vì diện tích mình dài nó tới là 24 lận. Ở đây thì nhà mới, thì bên đơn vị Hương thường nhà mới thì bảo hành cho quý anh chị mình từ 1 đến 2 năm bên vực xây dựng luôn, thoải mái. Ở đây mình để một cái chiếc máy giặt ở đó, về mình làm một cái máy đưa ra anh chị, thoải mái vô cùng đó. Và nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương để ở đây nè anh chị. Mà ở đây cho phòng mình dễ tiện sinh hoạt thoải mái hơn. Ở trong á là nhà vệ sinh, ở ngoài là lavabo rửa mặt, súc miệng rồi mình để ở phía ngoài hết anh chị ha. Quý anh chị xem đến đây rồi nhớ đăng ký kênh cho em Hương Ú để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà luôn. Và kim châm làm việc của Hương luôn luôn cũng lúc nào cũng là nhà thật, giá thật, vị trí thật,
không xạo không ảo để tránh mất thời gian của quý anh chị. Thì Hương đã báo giá tổng rất trực tiếp, công khai đầu clip luôn. Mình cứ xuống đây cái giá nào thì cũng còn thương lượng cả à, thì mình xuống đây mình xem nhà thực tế. Nếu như mà được thì Hương sẽ cho quý anh chị mình gặp trực tiếp chủ, mình thương lượng luôn. Được giá thì mình bụp mua liền, công chứng liền, hoặc là cọc trước giữ chỗ thời gian vài tuần hoặc một tháng mình đi công chứng vẫn được anh chị nha. Chỉ cần cọc cho bên đơn vị Hương tầm khoảng là 50-100 triệu thôi thì bên đơn vị Hương sẽ cho quý anh chị mình dọn vào trước luôn rồi cũng được. Giờ thì di chuyển cùng Hương tiến lên khu vực không gian tầng 1 nhé. Quý anh chị thân mến, Hương đã có mặt trên không gian tầng 1 của ngôi nhà mình. Thì đây là ở dưới mình bước lên thì sẽ đụng một cái phòng đầu tiên anh chị ha. Phòng rộng lắm, Hương bảo đảm với anh chị mình về đây mình sẽ ân ý và thích cái ngôi nhà này liền luôn á. Vì diện tích nó tới 1.800 lượng mà nó phòng rộng rãi thoáng mát luôn, có cửa sổ cho gia đình mình và có phòng nhà vệ sinh heater ở phía bên trong cho gia đình vợ chồng mình dễ tiện và sinh hoạt hơn anh chị nha. Và tiến qua đây thì đây là một cái đường mà mình bước lên bên đơn vị Hương sẽ làm một cái đường bắt tam cấp cho mình bước lên nữa ha. Đó, nhà vệ sinh thứ hai thì nằm ở phía ngoài nè anh chị. Thì cũng đầy đủ hết tiện nghi rồi, không có thiếu gì hết á. Mỗi nhà này bên đơn vị Hương thiết kế nhìn nó rất là dễ thương. Và mình tiến di chuyển cùng Hương nha. Qua đây thì sẽ cho mình là hai phòng nữa. Hương qua cái phòng này trước ha. Đó, phòng này thì quý chị có thể làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ. Hương thấy cái phòng này nó hơi nhỏ nhỏ một tí nè. Mình có thể làm phòng thờ ở khu vực này cũng được anh chị ha. Trần cao ráo, còn nếu như mà gia đình mình thành viên nó hơi đông thì quý anh chị có thể làm phòng ngủ luôn. À, có riêng một cái phòng này là nó hơi nhỏ một tí thôi, chứ cái phòng bên kia thì nó cũng to lắm. Và mình tiến ra đây nè, thì ban công đây thì mình xuyên suốt qua cái phòng kế bên luôn anh chị ha. Ở đây thì quý anh chị mình có thể quan sát vật cảnh xung quanh. Nhà thì cũng ở rất là đông. Về mà mình chỉ cần làm thêm những các chậu kiểng mini nữa thôi là ngôi nhà mình từ ngoài nhìn vào nó rất là sang trọng luôn anh chị. Rồi mình di chuyển cùng Hương, mình tiến qua bên đây luôn để cái Hương mở được không? Không được, phải dê về bạn ơi. À, mình dê về mình đi qua cái phòng kế bên anh chị ha, để mình mở ra mình coi cho kỹ càng luôn. Nhanh tay liên hệ cho Hương Na, nếu như mình thích thì về đây mình được căn này thì bên Hương sẽ làm một cái giá tốt nhất cho quý anh chị mình về mua ở và đầu tư. Đó, phòng này thì phòng lớn nha, cửa sổ vô cùng mát mẻ luôn. Nhà mình là hướng Tây anh chị nhé. Và tiến ra đây. Đó, thì hồi nãy Hương đã đứng qua đây rồi, Hương review cho quý anh chị mình rồi đó. Giờ mình tiến lại cái cửa bên hông. Ở đây thì mình có thể trồng những các cây kiển ở đây. Mình mua phân bón cát mình đổ vô rồi mình trồng anh chị ha. Hiện tại thì Hương đang quay giờ trưa nên giờ người ta đi làm hết rồi, nó hơi bị vắng tí. Chứ chiều ở đây đông vui lắm. Ở đây nhà ở cảnh sát sát hết trơn luôn anh chị. Giờ thì di chuyển cùng Hương, mình tiến về khu vực nhà dưới nha. Hương một lần nữa sẽ trao đổi lại với anh chị à. Quý anh chị thân mến, và nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ hết ngôi nhà cho quý anh chị mình xem rồi. Quý anh chị mình thấy mẫu nhà là như thế nào? 10 điểm không nhân luôn á. Cái mẫu thiết kế cái villa nhìn rất là sang nữa. Hương thích nhất là cái diện tích. Diện tích nó ngang tới 8 lần và dài nó tới vòng 24. Và cái mẫu mã thiết kế ở bên trong ngôi nhà, anh chủ này thiết kế rất là có tâm luôn anh chị. Và sổ của mình thì đang hoàn công luôn ha. Nó pháp lý rõ ràng minh bạch luôn. Có thể cho quý anh chị mình đi công chứng trong ngày thoải mái. Giá tổng của nó chỉ có là 2 tỷ 7 thôi. Cần thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ. Bên trong ngôi nhà thì bên đơn vị Hương đã set up cho quý anh chị mình rồi. Đó, tặng toàn bộ hết cho gia đình mình luôn nha. Thì quý anh chị có muốn đi xem mẫu nhà này thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ ủy ban của xã Phước Hậu. Mình đi đến đó thì liên hệ cho Hương. Hương sẽ gia dẫn đón anh chị mình vào xem thực tế mẫu nhà này. Đó, thì mình có đi á, thì mình đi đường quốc lộ 1A. Mình chạy vào chợ Bình Chánh, đường Đinh Đức Thiện nó dài tới ngã tư Phước Lý. Quý anh chị mình quẹo qua bên tay trái, chạy thẳng một tí nữa thì sẽ đụng ủy ban xã Phước Hậu, thì đứng đó liên hệ cho Hương nha. Và giờ thì em Hương xin được phép kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý bên kênh nhà sĩ Bình Chánh để đón một cái Tết ạ.